안녕하세요. 안녕. 아, 귀엽다. 누나, 어디 가? 어디 가요? 놀러 가요. 놀러 가? 비 오기 전에 얼른 가야겠다. 아, 오늘 비 와요? 8시에 온대, 8시. 저녁. 알았어. 안녕. 안녕하세요. 바이바이. 예. 안녕. 귀여워. 누나, 누나. 네, con xin chào ông bà cô chú đi. Em tên là Ajuni. À. Cô yêu vậy. Rồi con chào ông bà cô chú đi. Xin chào ông bà cô chú, con lại là con 6 tuổi rồi nha. Rồi bây giờ con đi đâu? Xin mời ông bà cô chú con đi với con. Xin mời ông bà cô chú con đi con nha. Xin mời ông bà cô chú. Cả nhà ơi, thì giờ á, bữa nay là ngày nghỉ của Châu nè, nó đòi đi công viên chơi á, Châu chở nó đi chơi. Xin kính mời ông bà cô chú cùng đi với hai mẹ con nè nha. Trời ơi, trễ quá, phải bật đèn xi nhan sớm sớm mới được. Châu còn cái là Châu bật đèn xi nhan hơi chậm. Cấp này giờ đang mùa hoa đào cả nhà. Gì cơ? Mà cô chú ơi, na tới chỗ này rồi nè, chỗ công viên mà ngày xưa gì mới đây chứ xưa gì, ngày lúc ba na còn chở na với mẹ đi á thì hay lại công viên này chơi nè. Ở đây bữa nay người ta đang sửa chữa cái chỗ này cả nhà. Gì vậy? Ai bắp càng, trời ơi, đi xách cái giỏ mắc cười không bà cô chú. Ở cái chỗ này ngày xưa, ngày lúc mà năm trước cha mẹ với na với ba đi nè. Chỗ này đẹp lắm nè, múc ở trên núi á, cái đường đó khó đi. Mẹ bữa hôm đây cũng có đi thôi vậy đó. Hả? Đây cũng có đi. Ừ, nó đi với cô. Cái video đó mẹ cũng có quay đó mà không có đăng. Lần quần cái chưa có đăng. Không có đăng được luôn, năm mà trải qua năm rồi mà. Nhầm khi quay video đã rồi cái không có thời gian chỉnh video á, quay nhầm khi đi ra đường quay cái nó dài không bà cô chú, rồi cái quay rồi cái không biết đường chỉnh, để dài quá thì cả nhà xem chán lắm, sẽ mất thời gian. Cái video đó hay lắm mà sao mẹ lần quần sao mẹ không đăng được vậy ta. Chơi với cô ẩm na, cô với Dượng thay phiên ẩm na. Đi dài qua bên kia nơi ở đây hoa đào chưa nở. Hoa đào mới hé. Ở chỗ Châu sống ở Cơ Chang này nè. Nó trời lạnh hơn mấy nơi khác nên là hoa đồ nó cũng nở lâu nở hơn á. Mấy chỗ kia, mấy chỗ trên đường đi thăm ba na hoa nở hết trơn à. Còn chỗ này chưa có nở. Ông mây gục rồi á. Cái đó hả? Cái này mấy lúc mùa hè người ta ấy nước xuống đây nè. Rồi người ta để chỗ này là chỗ sâu á, cẩn thận, nước nhiều á, sâu cẩn thận, nước sâu á, kịp phân su sim chu ơi, kịp phân su sim chu ơi. Na chơi này hả?
Nó chơi đi nha. Dạ. Ông bà cô chú ơi, ngồi chơi cái cầu trượt con hồi giờ nè. Rồi đi kiếm xích đu đã chơi. Tới chỗ xích đu rồi ông bà cô chú nè, rồi lại đây nè. Cái này nó khó hơn cái kia nha con, cẩn thận nha. Dạ. Ừ. Chiêu anh ha. Nè nó nói mát quá. Bên kia hoa kia nó nở đẹp quá trời đẹp luôn kìa. Chỗ đó hồi năm rồi mẹ với ba, ba với mẹ với Na đi á. Ngồi cái cây hoa này đẹp, hoa này kêu bằng ở Hàn Quốc là Canary. Cũng như là cái cây ke là chó, Nari là cây, cây chó hả? Cây, cây, cây gì? Hoa chó hả? Ngồi vậy. Con ke dâm chó. Na nó đi xích đu xíu giờ rồi đi ngắm cảnh khác nữa ông bà cô chú ơi. Thấy bên kia hoa đẹp quá, qua bên kia quay cho ông bà cô chú coi. Đi công viên thì chỉ có quay cảnh bông hoa rồi thôi. Hoa đào chưa nở, hoa đào khoảng 3 ngày nữa, 2 ngày đó. Ngày mơi hả chứ. Giờ nó nở từ từ rồi, ngày mơi nữa nó nở nhiều rồi. Khoảng 3-4 ngày đã rụng hết rồi, hoa đào nhanh nở, nhanh nở, nhanh rụng lắm. Đi đâu ta? Đi đường này đi con cho dễ nè. Tới cái chỗ này nè ông bà cô chú. Chỗ này năm trước mẹ với ba với Na đi nè. Nó lạnh đợt trước có lên rồi. Trời trên đó mà mấy anh chạy xe lên đó luôn kìa, hay ghê chưa. Wow đẹp thiệt chứ. Đẹp tuyệt vời tơi. Na vô đó đi mẹ quay phim cho Na nè. Hả? Muốn lên đó hả? Ừ, đi. Ồ, đẹp quá ông bà cô chú. Na với mẹ lại đây chụp bôi hình. Nè, kim chi. Kim chi. Không thấy mẹ rồi, tay thôi. Đẹp quá. Na nó đòi đi lên trên cao á. Xin mời ông bà cô chú cùng đi với Na nha. Mẹ đây cũng được không? Đây cũng được hay gì đó. Đi đường đó thì không có lên đằng kia cái gì á. Đi đường này thì chỉ lên giữa giữa đó thôi. Còn đi đường này mới lên trên kia. Mấy anh kỳ quá à, đường ấy mà mấy anh chạy xe hay sao đi. Mấy anh không sợ nguy hiểm gì trơn. Mấy anh không có giữ an toàn gì trơn. Đi trên đó là muốn đi là để xe. Đi bộ lên. Hai mẹ con đang lên tới trên đây rồi ông bà cô chú ơi. Gió lồng lộng luôn. Đẹp quá. Thôi đi xuống được chưa? Một con mình sẽ có hai cây cây. Nó kêu mà anh hả đi múc dưới đó rồi kìa. Nó hát ra một con vịt xè gai cái cánh đó ông bà cô chú. Hồi lúc về Việt Nam biết nhiều lắm, do đây cái không có ấy á. Mẹ cũng bận rồi Na đi học cũng dùng tiếng Hàn không à. Nên là Na cũng muốn quên. Bên đây vịt đó bên đây. Đây nè. Hana nó đòi đi kiếm hai con mấy con vịt hồi nãy châu.
ở trên nó Châu nói ở dưới có vịt kìa, giờ nó đòi đi. Thôi vịt biết bay, cái này con chim hay gì chứ không phải vịt nó ơi. Chim mẹ cũng không biết nên sao nó biết bay đó. Đẹp quá à. Phong cảnh hữu tình. U đi à, u đi u đi đi. U đi đi, u đi 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 đi. U đi u đi u đi u đi. Nhỏ xíu không mà cô chú thấy không? U đi u đi u đi. Thấy cưng quá. Thấy cưng không? Thấy cưng giống nè không? Gà sao đánh. Được con gà. Thôi đi về con ơi. Thôi đi về. Một con đực sẽ có hai cây cánh, nó dìu bạc chê 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 chê. Gà hồn nó đi bà bì bố. Nên đực lên chê cánh cho khu. Hay quá. Chê 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 chê. Rồi hát bài con cò bé bé nó đi. Cò bé bé nó là hơn thế. Cò bé bé nó đậu trên xe. Nó đậu cành tre. Nem xe, cốt nem xe, thần nè. Vô đó ngồi không kìa, có ghế kìa. Chưa quá. Đi lại chỗ này hoa quá trời, nè nó cười. Kìa làm gánh xe. Rồi, làm kiểu đi. Rồi, bên kia có thỏ nữa kìa, qua ngồi thỏ không? Dạ. Hả? Chú xin mẹ. Anh tê. Hai mẹ anh tê. Đẹp quá. Chú kì đang xa chân chị gọi là chị. Khó lắm. Chính chắc khó là anh ta. Ôi, cái chân chạy gặp chạy à? Gặp chạy chứ. Cái bàn để ngay đây này làm cảnh đó, để mấy lon nước rồi trái cây bánh đồ giả. Hoàng nè nó tận đồ thiệt. Ồ đây này có một giỏ trái cây nữa nè. Bánh mì nữa nè, đồ giả. Đừng có tự dưng người sao lấy của người ta, đâu được. Nhân hình ra buông cần đề vậy. Hoa này hoa nhỏ nhìn đẹp quá không bà cô chú, nó nhỏ nhưng mà nó đẹp nè. Mama bay lên xa trên chi có chân xe à? Thịt có. Chù cái mỏ. Chù cái mỏ của gà gì đó. Đẹp quá, hoa đẹp quá không bà cô chú ơi. Rồi đi về, đi vô đó rồi về. Nên nó mê ở đây luôn rồi. Về con ơi. Đi chân, đi chân. Chỗ đây người ta trồng hoa, hoa này trong dính giữa người ta làm hình trái tim đẹp chưa? Wow, chân chân à. Đẹp ha. Nè, nó đứng ngay đó kế trái tim đi mẹ chụp hình cho. Thôi anh tới, anh tới, không có vô được. Đứng ngoài thôi. Yeah. Ông bà cô chú ơi, hai mẹ con nè đi lòng vòng nãy giờ, giờ cũng về 6 giờ rồi. Lúc đi khoảng 4:30 à. Giờ về. Ông bà cô chú ơi, về tới nhà rồi mà nhìn Hana nè. Nhìn Hana ngủ nè ông bà cô chú. Cũng may là nó có thắt dây an toàn.
Lên xe là cho phải bắt buộc phải thắt dây an toàn cho mới chạy. Nằm sao ngủ ngã luôn rồi nè. Nói nhà rồi con gái. Dừng dừng ngã ra ngoài đó. Không được không được. Nè mẹ đi lên đi vô nhà con. Trời ơi nó không chịu vô mà cô chú ơi. Vô con vô nhà rồi ngủ. Mới 6 rưỡi mà buồn ngủ rồi. Thiếu ngủ phải không? Đi đi vô nhà ngủ đi. Mẹ bà cô chú ơi, hai mẹ con Châu ăn hủ tiếu mì xong rồi, nãy giờ cũng rửa chén. Dài video chắc cũng dài lắm nên nãy Châu cũng không có quay nhiều á. Giờ Na nó ngồi nó học nè. Nó tự học không bà cô chú. Lúc hổm có ba, Châu nghĩ là ba Na đi mổ, cũng có đi mổ thì khoảng tháng về thôi. Rồi ví dụ ba không có đi làm được thì nhà dạy Na học, học với Na Châu đi làm. Mà giờ vậy đó cái Na tự học, Châu thì cũng không có thời gian dạy Na nữa. Tại vì ban ngày Na đi học thì Châu ở nhà. Rồi tới giờ Châu đi làm thì Na cũng đi về. Rồi Na về Na ở ngoài quán Châu làm. Nhiều khi có rảnh thì Châu mới chơi với Na, học với Na một chút. Giờ Na tự học thôi. Với cô giáo hiện tháng là dạy được 4 lần mà 1 lần được có nửa tiếng à. Tính gần tháng dạy được có 2 tiếng. Mà chưa có dạy tới mấy cái này. Chưa có dạy tới cộng trừ Na tự làm nè. Tự nghiệp Na, tự nghiệp Na nhất. Mẹ thì không sao. Châu người Châu cũng nói chung là cũng đã trải qua đời cuộc đời đắng cay khổ cực rồi nên là Châu không có sao hết. Biết không? Biết cái đó không? Mấy? Còn mấy? Mekanam à. Wow, giỏi quá ta. Nó tự học không mà nó biết đâu mà cô chú. Có thỉnh thoảng có hỏi mẹ rồi mẹ chỉ một hai lần là tự làm luôn. Không làm được nữa rồi. Sao vậy? Cái này là còn mình sang là không làm được nữa. Rồi gì? Vậy phải chơi cái này mới làm tiếp được hả? Dạ. Rồi gì? Rồi cái này rồi. À. Hết cái này mẹ. Hộp nữa được à. Cái này nó có chút mấy hộp nữa được Thì cả nhà ơi, cái video của Châu tới đây cũng xin tạm dừng. Xin chân thành cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ hai mẹ con Châu nha. Kính chúc ông bà cô chú anh chị cả nhà luôn luôn mạnh khỏe, bình an, vui vẻ, cuộc sống may mắn. Xin kính chào ông bà cô chú. Xin kính chào, hẹn gặp lại video tiếp theo.